Chim em chủ cũ cho ăn cắm gà, về em thì đổ lông và thiếu lông, cả suy lông thì làm sao bác? Những con chim thế thì bác cứ nuôi bình thường và chăm chế độ tốt hơn thì cái chim nó phục hồi rất nhanh. Tức là nếu con chim mà suy lông, yếu lông ấy mà các bác mua về mà nó đang trong thời điểm mà thay lông ấy, rất tuyệt vời. Các bác chỉ cần phục hồi thay bộ lông ổn định, đẹp lại là con chim nó vực lại rất nhanh các bác nhá. Đấy, cộng thêm mà các bác nuôi sao nuôi lông sao mà các bác dùng vitamin nano ấy là rất tuyệt vời. Con chim nó cân bằng rất là tốt bác nhá. Chim trong miền Nam mua này mùa này sao thay lông xong đang vào lửa lại rớt lông lại. Vâng, con chim bác nuôi lông bị yếu, bác Hoa Hà nhé, bác thay lông bị yếu cộng với là bác chơi sớm quá, con chim nó bị bể lông, nó đổ lông lại bác ạ. Cho em hỏi chim đấu như thế nào mới được nét đấu chim thi? Những con chim mà chơi chim thi các bác không nên lựa chọn những con chim mà đấu nhanh quá, chép ché nhiều quá, tại vì những con chim đấu nhanh chép ché nhiều nó sẽ mất lực nhiều và nó đi đường dài rất là khó. Cho nên những chim mà các bác lựa chọn những con chim mà có bộ hình bộ tốt, lông mỏng, thứ hai là đấu mức độ vừa phải, không nhanh không chậm, đấy là nó sẽ có đi đường dài hơn các bác nhá. Đặc biệt là những các bác nên chọn những con chim già rừng đấy thì nó sẽ ok hơn. Đặc biệt là các bác muốn cầm một con chim thi hay ấy, tốt ấy, thì các bác phải tìm kiếm những chú chim lì lợm tố chất, đặc biệt là phải có thân hình đánh lừa trọng tài. Đấy, đó là ba tiêu chí các bác tuyển con chim thi. Để mà vào giải sâu thì các bác phải cầm những chú đó. Đầu tiên là phải lì lợm, thứ hai là phải có hình bộ tốt, và cái thứ ba là phải biết cách đánh lừa trọng tài. Đấy, cho nên đánh lừa trọng tài là chỗ nào? Có nhiều bác không hiểu cái cách con chim mình đánh lừa trọng tài đó là thế nào. Tức là khi con chim của bác mà không có một con chim nào hay, kể cả con chim hay nhất đất nước Việt Nam này, cũng không có con chim nào mà đấu xuyên suốt 3-4 tiếng đồng hồ các bác nhá. Không có một con chim nào cả, nó phải có một cái nước nhịp nghỉ đấy, và cái nhịp nghỉ này con chim nó rất là nguy hiểm. Có những con chim mà nó có nhịp nghỉ nó nhanh thì nó không sao, nhưng có những con chim mà nó nghỉ rất lâu, có những con chim thì nhanh thì tầm nửa vòng, có những con chim lâu ấy thì mất cả một vòng đó, thì nó rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà con chim khi có nhịp nghỉ này, nếu như con chim mà các bác mà hình bộ không tốt, thần thái yếu, đặc biệt là bộ hình không đẹp, thì trọng tài nó rất là dễ bị bốc xuống đó. Cho nên các bác để ý những con chim mà khi mà nó đứng con chim lại thì khuôn mặt nó rất là buồn, khuôn mặt nó rất buồn và bộ hình kém thì nó rất dễ bị hạ oan đấy. Cho nên là các bác tìm những con chim mà đánh lừa trọng tài nào, tức là hình bộ tốt, găm chim nhưng mà khuôn mặt nó phải sáng rủa đó, không phải sáng rủa, tức là tuy là con chim nó yếu nhưng cái con nhìn con chim nó vẫn có hình bộ và nó vẫn theo chim để nó gượng được, để nó qua được cái nhịp đấy, đó mới là con chim hay và đó mới là con chim có tố chất để đánh lừa trọng tài để vào giải sâu các bác nhá. Ok chưa? Chim chân hồng là sao ạ? Những con chim chân hồng là gọi là chân huyết đấy bác nhá. Anh hỏi chim thi về nên cho ăn gì? Những con chim thi về bác nên cho uống, bác pha một ít mật ong cho nó chim nó nước ấm ấy, cho chim nó uống. Thứ hai là cho nó uống ăn một lát cam. Bác ăn thế nhá. Chim Phạm, bác ơi bốt có nhất thiết phải bóc không? Dạ phải bác bóc, nếu bốt dày thì nên bóc đi cho nó đỡ chống chân bác nhá. Nó bị nhiều con bóc, nhiều con chim mà bác bóc không bóc bốt thì bốt dày quá nó chống chân và chim nó bị yếu chân. Bác Linh Phạm nhá, nên bác bốt cho nó nếu bốt dày. Cho mình hỏi dùng nước tắm nhất hoàng có trị được rận mạc thì lông không anh? Dạ được bác Mai Phạm nhé. Nếu mà nói về rận mạc thì nước tắm nhất hoàng là tuyệt vời nhất. Anh cũng có con nửa tổng tài như em nói, chuẩn luôn bác Vũ Thúy, phải nên tuyển những gì như vậy nhá. Cắn na như vậy đó, đấu tốt vẫn cho đi, vòng thứ nhất vẫn nhắc nhở, vòng thứ hai vẫn nhắc nhở, thì vòng thứ ba thì bác Tát Điền cũng phải chấp nhận cho em rồi đúng không ạ? Đó là bác Tát Điền, vòng thứ ba thì bác cũng phải chấp nhận cho em rồi đúng không? Chơi như thế mới công bằng. Con chim nó đấu tốt, nó tuy nó lỗi nhưng nó đấu quá tốt thì mình là điều hành thì mình phải nên tạo điều kiện cho con chim đấy, nên tạo điều kiện, tại vì nó đấu tốt. Con chim nó tuy lỗi nhưng mà nó đấu quá tốt đi, vẫn nó vẫn tuy nó lỗi nhưng mà nó vẫn còn hơn những con chim mà đứng thụ động ra bọc, nó còn hơn rất nhiều, nó hơn gấp vạn lần cơ, tính em thế. Anh cho em hỏi suốt quãng thời gian anh chơi về dòng chim chào màu, anh đã gặp điều gì khó nhất khi chăm
và chơi con chim trời màu ạ. Anh chưa? Cái này rất đơn giản. Vâng, bác Nguyễn Quốc Đạt, bác inbox qua cho em nhé. Vitamin bác cần, vitamin bác inbox em. Để mà nói khó, để mà khó mà đối với mình nhá, thì mình cũng như các bác thôi. Cái điều mà khó nhất của vợ chồng chim trời màu nó là gì? Tức là tìm kiếm được những con chim tố chất để đi thi. Đây là một điều khó nhất và không phải ai cũng làm được. Đấy, chứ còn trăm con chim thì đơn giản. Đấy, thời gian này trăm không đúng thì nó không chơi, nhưng thời gian sau các bác trăm đúng thì nó sẽ chơi. Đấy, cho nên cái điều mà khó khăn nhất, nan giải nhất, cực khổ nhất, tốn kém nhiều nhất, dẫm phải đinh cũng nhiều nhất, đó là tìm kiếm được những con chim tố chất, bản lĩnh mà tìm không ra. Đấy, đâm ra là tốn kém rất nhiều, mất tiền ngủ cũng nhiều, dẫm đinh cũng nhiều, đó là tìm kiếm được những con chim tố chất mà tìm không được. Đấy, ok chưa? Đó là cái khó nhất của cuộc chơi chim, đúng không ạ? Em nói thật luôn đấy, cái khó nhất được cái đấy thôi, chứ còn cái vấn đề mà cái cách chăm sóc thì nó không có gì là khó khăn cả. Hôm nay các bác chưa chăm đúng được thì có thể ngày mai các bác chăm đúng được. Đấy, mà các bác mua con chim mà đã không tố chất thì các bác chăm muôn đời có chăm đúng đi nữa nó cũng chỉ tới đó thôi, nó không chơi được. Các bác có cho ăn vàng nó cũng không chơi. Cho nên em nói một câu với các bác là con chim không gan ăn vàng không đấu. Đó là vì như vậy. Đấy, ok chưa bác? Chim không gan ăn vàng không đấu, thế thôi cho nhanh. Dạ ok bác Văn Khánh, có gì bác nói bác Sơn gọi lại em với, tại vì hôm nay bác có gọi rồi nhưng mà em quên cái số điện thoại của bác, nhiều người gọi quá bắt đầu cái số nó quên, em quên chả nhớ được cái số, em không gọi được. Dạ không phải bác Quang Cường nhá, không phải ạ. Các bác cứ nghĩ thế này này, giữa một con chim mà ăn cầu cào và một con chim không ăn cầu cào thì các bác nghĩ con chim nào tốt hơn, không ạ? Cho nên là cái vấn đề mà con chim giữa con chim mà ăn cầu cào với con chim không ăn cầu cào thì bao giờ con chim mà ăn cầu cào bao giờ cái lực đánh nó tốt hơn, sự sung mãn tốt hơn, thì cái vitamin này nó cũng vậy. Đấy, nó là một cái thực phẩm chức năng để cân bằng nội tiết tố, cân bằng sức đề kháng cho con chim để tăng cường hệ tiêu hóa. Đấy, ok chưa? Nó cũng y như một, cũng giống y như con chim mà không ăn cầu cào và một con chim ăn cầu cào nhiều các bác nhé. Và tất nhiên là bác hiểu một tố, tất nhiên những anh em dùng người ta cảm thấy tốt từng người dùng thôi, đó là cái cảm nhận. Không ai cảm nhận tốt bằng tất cả những người nhân, đúng không ạ? Người ta nuôi chim, người ta sử dụng, người ta cảm nhận tốt hay không tốt, nó đánh giá ở cái sự tiêu thụ của tất cả anh em người nhân, đúng không ạ?